gọi là bronco, nó có nghĩa là gì? Bronco, khí quản, phế quản đúng không? Phế quản. Bây giờ cái gì là bronco, tức là phế quản. Chẳng hạn, thí dụ như bây giờ tôi có một cái chữ là bronchitis. Ví dụ như vậy, mấy chị thấy chữ bronchitis. Thì chữ bronchitis này, tôi cứ chữ bron và itis, and itis là viêm, bronco là phế quản, rồi bronchitis là viêm phế quản. Ví dụ như vậy. Ha, thì cái này tôi gọi là word part, thì cái này sẽ chiếm rất là nhiều ở trong phần tập hiểu của mình, tập hiểu của mình, từ vựng của mình, phần ăn bộ nó là như thế này. Thì nếu mà mình hiểu từng cái phần của nó, ở đây có bronchospasm đúng chưa? Bronchospasm tiếp tục. Tôi sẽ có chữ disorder. Ví dụ như thấy, tôi thấy chữ disorder này tôi cũng tắt ra được nè. Ví dụ như bây giờ tôi có chữ order, tôi biết được chữ order. Order là theo thứ tự đúng không? Những cái gì theo order có là theo thứ tự. Thì disorder có nghĩa là không theo thứ tự, là rối loạn. Đó là cái cách mà mình tắt this là một danh từ. Ví dụ như bây giờ tôi có là cái gì là this. Ví dụ như tôi có thích. Như vậy this là một cái gì? Mang cho mình một cái nghĩa phủ định. Bây giờ mấy chị thấy có gì cái this có nghĩa là phủ định. Giờ tôi thích, giờ tôi không thích thì tôi dislike. Tôi like thì tôi dislike. Đúng không? Bây giờ tôi xuất hiện, tôi biến mất và tôi disappear, phải là cái negative của nó. Như vậy nếu mà có disorder, nghĩa là không có theo order thì gọi là disorder. Mà nếu mấy chị biết dịch cho tiếng Việt Nam thì mấy chị mới hiểu thì nó chết rồi. Nhưng khi disorder mấy chị hiểu là cái gì nó không theo order. Rủi mà mấy chị là disorder là gì ta? Disorder là gì? Rồi mấy chị phải dịch cho được chữ rối loạn, mấy chị phải an tâm thì coi như là thua rồi. Đúng không? Mình chỉ hiểu disorder là cái gì không theo order là được. Vậy thôi. Thì làm sao mà khi nào trong đầu mình đổi được cái khái niệm đó thì rất là khó. Bởi vì mấy chị lớn tuổi rồi thì nó hơi khó. Chứ còn mấy đứa nhỏ tuổi, trẻ tuổi thì nó sẽ làm dễ hơn mình. Bởi vì mình lớn rồi, mình thay đổi một cái thói quen rất là kinh khủng. Chứ không phải dễ. Nhưng mà cái thói quen này, cái thói quen để giúp cho mấy chị sau này đọc sách đi qua nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Nếu mình có cái này mà mình sẽ có một cái, ngoài cái kỳ thi này ra mình sẽ phải đọc sách đi qua rất là nhiều. Thì cái cách này là cái cách tốt nhất. Okay. Rồi mình sẽ đọc tiếp, mình qua coi nó có làm gì được nữa không nè. Chronic. Rồi ví dụ bây giờ tôi có chữ chronic. Rồi bây giờ tôi có chữ chronic mà tôi chẳng biết chronic là cái gì. Thì bao giờ mấy chị thấy chron nó có nghĩa liên quan đến time. Chronic là liên quan đến thời gian. Như vậy thì trái, tôi biết là cái này nó kéo dài. Như vậy trái nghĩa với kéo dài, tôi học luôn cái chữ gọi là acute. Rồi khi mà tôi học cái chữ mạng tính thì tôi biết là cái này là tắc tính. Mấy năm thì khi tôi học được cái chữ chronic thì từ đó tôi sẽ ra được cái chữ acute. Thì ví dụ như bây giờ chronic, bây giờ tôi có chữ chronic là mãn tính thì gọi là những bệnh mãn tính, thì tôi gọi là bắt đầu mình làm ra cái chữ mà liên quan đến nó, bệnh mãn tính gọi là chronic disease. Thì những cái gì mà có cái chữ chron nó có nghĩa là liên quan đến thời gian, theo thứ tự thời gian nó tôi gọi là chronic disease. Thì trái nó sẽ là acute, thì cái cách đó là cái cách để mình nhớ từ. Đi tiếp tôi sẽ có như vậy cái bệnh này sau khi người ta giải thích cái bệnh này xong, thứ nhất là tôi hỏi cái đó là bệnh gì đúng không, cái bệnh đó là bệnh gì. Ví dụ người ta sẽ diễn tả định nghĩa của nó, tôi gọi là definition. Ok, người ta sẽ cho mình có definition of the disease, of the disease. Như vậy cái bệnh đó là bệnh gì, mấy anh chị đọc cho tôi, chỉ cần tôi giải thích được cho tôi là bệnh này là bệnh gì thôi. Thứ nhất là gì, một là chronic inflammatory disorder airways. Rồi sau đó mấy anh chị thấy, mấy chị nhìn vô tôi là tôi chỉ mấy anh chị cái số 1 này. Nhìn vô tôi sẽ chỉ mấy chị số 1. Bây giờ mình học kỹ năng đi, tại vì nó không có còn nhiều để mà mình học chút chút một nữa, mình học kỹ năng nó rộng hơn. Bây giờ mấy chị nhìn giùm tôi ha, nãy tôi nói mấy chị thấy chữ preclude gì? Mấy chị thấy là chronic inflammatory disorder of the airway. Mấy chị thấy kế bên có cái dấu gạch không? Rồi kế bên dấu gạch là chữ gì? Tachys, đúng chưa? Thì cái tachys là dùng để làm gì? Để giải thích cho tachys. Có nghĩa là cái chữ tachys này nó sẽ giống như cái chữ gì hồi nãy tôi ghi ra. Một là tachys, hai là it means, ba là người ta không dùng tiếng Anh mà người ta dùng tiếng Latin. Ok, ở đây có ai học tiếng Pháp thì cái này gọi là idée đó, là đó. Này thì viết tắt của chữ y nè, này viết tắt của chữ e nè, viết tắt là idée có nghĩa là đó là. Này có ai học tiếng Pháp không? Tiếng Pháp tiếng gì mà Latin thì nó sẽ là cái đó này. Idée viết tắt cái chữ này. Thì cái này là cái này nè, cái này là nó là. Cho nên nó là một cái wrinkle để mình hiểu là ok. Người ta nói là chronic inflammatory disorder of airway, có nghĩa là nó là inflammation
condition makes the airway chronically sensitive. Lại xuất hiện chữ gì không anh chị? Chronically, đúng không? Nhưng mà lỗi chỗ này nó lại là chronically, mà nó lại chữ chronic thì từ đó mình thấy chữ này mình ra ok, vậy cái gốc này của mình vẫn là chronic. Có nghĩa là cái bệnh này nó vẫn là mạng tính, đúng không? Vẫn là chronic. Như vậy thì bây giờ thêm một cái nữa là mình cần biết cái gì ở đây. Một là cái disorder của cái airway. Hai là gì nữa chị? Nó là chronic. Ba là cái gì? Ba là người ta sẽ cho cái gì cái bệnh đó? Người ta sẽ cho một cái definition và một cái description. Người ta sẽ mô tả cho mình cái bệnh đó là bệnh gì. Trong cái đoạn đầu tiên người ta sẽ mô tả nó. Description hay là definition? Như vậy thì cái definition, description của cái bệnh này là gì mấy chị? Đọc làm sao mà cho tôi ra definition và description là sao? Còn những cái gì không liên quan đến đó thì mình đừng đồng trên, nhiều khi những cái không liên quan lại là những cái từ rất là khó. Như vậy thì mình sẽ có là airflow limited. Sao nữa? Attack of coughing, wheezing, chest tightness, breathing difficulty occur. Thì trong đoạn này tôi chỉ cần biết nó là cái gì đây. Một, nó là chronic inflammatory disorder of the airway. Hai là khi mà cái airway nó bị irritated thì cái airflow nó bị limited. Rồi cái attack of coughing, wheezing, chest tightness and breathing difficulty occur. Như vậy đó là những cái chi tiết mà người ta sẽ để ở trong câu hỏi. Người ta sẽ để ở trong câu hỏi. Người ta sẽ hỏi là đây là bệnh gì và những cái biểu hiện của nó là gì. Ví dụ như vậy thì đó là cái người ta để trong câu hỏi. Thì nguyên cái đoạn này tôi chỉ cần nhớ một vài thông tin như vậy thôi. Ok ha. Thì mấy chị thấy rõ ràng là cái brain clues này của nó ghê gớm không? Brain clues của nó rất là nhiều ở trong sách. Tại vì thường những cái từ của mấy chị là từ khó, cho nên bắt buộc lúc nào sau lưng nó cũng sẽ cho mấy chị một cái sự giải thích dễ hơn, hay là phải example để mình nhìn cái trước. Mà tại vì mấy chị, mình đó hồi xưa giờ mình không nhìn ra cái đó là lý do gì mấy chị biết không? Lý do là mấy chị không có chịu nhìn trước. Có nghĩa là khi đọc đó mấy chị không có chịu nhìn trước, mà chị con mắt để đâu thì cái miệng mình để đó, cái đầu mình để ngay đúng chữ đó. Mình không có move chút xíu nào lên phía trước cả. Và khi mình không đi lên phía trước như vậy thì cái ý của mình không có. Không, cho nên khi mình đọc á, giống như mà bây giờ tôi kêu một cái anh nào hay một cái chị nào đó đứng lên đọc, thì mấy chị đọc chữ no là con mắt mấy chị ở trên chữ no, mà chị đọc đi tiếp là longer là con mắt mình trên chữ longer, chứ mấy chị không có đi trước cái miệng. Con mắt mình phải đi trước cái miệng. Có nghĩa là khi tôi đọc chữ longer thì con mắt tôi ở hai ba chữ kế theo rồi, tôi mới dừng lại, tôi biết ở cái ý nó là gì, tôi mới dừng thuốc. Chứ tôi đọc chữ nào gặp chữ đó sao tôi biết ý nó đâu cũng dừng. Thì trong reading comprehension cũng vậy, nó đọc hiểu nó cũng vậy. Anh kêu mình đừng dừng dài. Rồi tiếp tục nha. Như vậy thì bây giờ cái đoạn tiếp theo của tôi sẽ là gì? Đoạn tiếp theo của tôi sẽ là triệu chứng. Và cái đoạn cuối cùng chắc chắn của tôi sẽ là gì? Điều trị. Và chưa, đoạn cuối cùng không phải điều trị nữa. Đoạn cuối cùng không phải là điều trị, mà đoạn cuối cùng là phòng ngừa. Đúng không? Bây giờ thứ hai là symptom, là số 3 của tôi là gì? Điều trị nè. Đúng không? Lúc này tôi sẽ có điều trị nè. Và số 4 của tôi sẽ là prevention. Lúc nào cũng sẽ là như vậy, cho mấy chị hiểu là cái cấu trúc bài đọc của mình lúc nào cũng vậy, không phải lo lắng gì cả. Đầu tiên là definition, description, bệnh nó là gì, diễn tả bệnh nó như thế nào, rồi triệu chứng như thế nào, treatment như thế nào, và prevention như thế nào. Vậy thôi. Đó, thì nguyên một cái cấu trúc bài đọc của mình giống như vậy. Thì ăn thua là một đoạn nào tới đoạn nào là definition, đoạn nào tới đoạn nào là symptom, đoạn nào tới đoạn nào là treatment, và đoạn nào là prevention. Đồng ý như vậy, tại đây tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đoạn. 6 đoạn thì mấy anh chị thấy là cái đoạn cuối cùng của tôi á, nó bắt đầu bằng chữ gì? Today I know, rồi xong rồi tôi biết nó là gì rồi. Chẩn đoán rồi. Chẩn đoán và điều trị rồi. Chẩn đoán thì nó sẽ đi chung với điều trị đúng không? Đồng ý không? Chẩn đoán sẽ đi chung với điều trị. Rồi sau đó mấy chị nhìn dùm đầu đoạn, chứ đừng nhìn trong đoạn á, nhìn đầu đoạn á. Thì tôi nhìn đầu đoạn thứ hai tôi thấy chữ là in order to diagnose, rồi xong tôi biết cái này là chuẩn đoán rồi. Như vậy thì bây giờ cái đoạn số 2, rồi mấy chị quay trở lại đoạn số 2.
có bài đọc. Mình dòm giùm tôi có bao nhiêu đoạn ha. Rồi sau đó mình coi cái đoạn nào nói cái gì, đoạn nào nói cái gì. Thì khi mình làm câu hỏi á, mình quay trở lại nó mới dễ. Có nghĩa là bây giờ câu hỏi của tôi đang hỏi về điều trị. Tôi biết cái đoạn này nói điều trị nè, tôi quay gì đó tôi đọc. Đọc cái đoạn đó thôi. Mình nghĩ ha. Rồi bây giờ cái đoạn này đang miêu tả nó nè. Thì nó bệnh này bao gồm gì gì nè. Tôi đọc về nó thôi. Để tôi đừng đọc dư. Tại vì đọc dư sẽ dẫn đến tình trạng là trả lời sai. Đọc dư nó trả lời sai. Thứ hai là cái thời gian thứ ba là mấy chị làm trên máy tính. Cho nên nó hơi chậm chạp cho mấy chị chút xíu. Và đọc ở trên máy tính thì nó khó chịu hơn là đọc trên giấy nhiều. Đọc trên giấy thì nó dễ chịu hơn. Giấy thì mình có cái viết mà quẹt rồi này kia. Nhưng mà đọc ở trên đó thì mình không có cái viết. Cho nên có thể là mấy chị lấy dùng một cái tờ giấy nháp. Chắc là khó chứ. Không đâu, không biết đồ gì trong. Không nhớ hả? Giảm chiều là đi nhát. Tại vì không cho giấy nháp là thua rồi đó. Tại vì cái của bác chị là không thể nào mà không có giấy nháp được. Tại vì nội dung nó rất là dài và nó khó. Mà nếu không cho giấy nháp thì là trời ơi chết luôn á. Đi về đi từng làm. Phải có giấy nháp rồi mình mới đốt vào rạng 1, rạng 2, rạng 2, rạng 4. Rồi những cái ý chính mình để ra. Lát nữa mấy chị làm bài á, đôi khi mấy chị cũng không phải lật tới lật lui, là bởi vì trên cái màn hình nó có một cái hình thôi, rồi nó ghi hết cái chữ trong đó, rồi tới câu hỏi là mấy chị lật tới lật lui, lật tới lật lui rất phức tạp. Cho nên trong quá trình mình đọc á, cố gắng nốt xuống một số cái ý chính, để đến chừng có câu hỏi á, mình có ý mình làm luôn, mình khỏi bất cần phải cô tới qua luôn mất thời giờ. Nhưng mà anh thua là mình phải nốt đúng cái người ta cần. Thì hồi nãy giờ tôi nói cái ý chính á, ví dụ mấy chị thấy là definition, description là nó có gì vậy, thì nãy tôi có definition là gì mấy chị nhớ nè, nó là cái gì, nó là một cái chronic inflammatory của cái gì, của cái airway. Rồi xong hết đồng ý chưa? Rồi bây giờ khi mà cái airway của mình nó bị irritated mình có thể dịch tiếng Việt gọi là gì, có nghĩa là tốt hay nghĩa xấu. Bây giờ mấy chị cảm thấy cái chữ when your airway is irritated là lời nghĩa tốt hay nghĩa xấu? Xấu tức là bị gì? Bị khi mà cái airway của mình nó bị có vấn đề, đúng không? Thì cái gì? Cái airflow của mình nó limited. Cái đường thở của mình nó bị hạn chế lại. Mà khi nó hạn chế thì nó sẽ có một số triệu chứng như là coughing, attack of coughing, wheezing. Gì nữa? Chest tightness và breathing difficulty. Yeah, mình nốt xuống, đàn mình nốt xuống. Đồng ý ha? Ok, qua đoạn số 2. Quan trọng nhất của mình là cái gì? Mấy chị nhìn thấy câu số 1, câu số 2, câu số 3. Đúng không? Ở đây người ta sẽ giải thích. Bây giờ mấy chị thấy là câu số 3 đó. Mấy chị nhìn câu số 3 là tôi chỉ mấy chị nhìn cái cấu trúc. The inflammation also causes. Mấy chị thấy chữ also đúng không? Thấy câu số 3 ở đoạn số 2 chưa? The inflammation also causes, thấy không? Thấy chữ also không mấy chị? Also là để diễn tả gì? Also là để diễn tả gì? Cũng à, cũng có nghĩa là gì? Cũng vậy là nào? Also à? Also để diễn tả gì? Ok, also nó để diễn tả một cái addition. Một tôi có một rồi, bây giờ tôi có hai rồi, bây giờ tôi có ba. Thì ba cái này như thế nào với nhau? Nó phải cùng diễn tả một cái ý. Bây giờ ở đây tôi thấy also causes đúng không? Tôi thấy cái động từ của tôi là chữ cause. Có nghĩa là số đằng trước của tôi cũng sẽ đang nói về cái gì? Cái cause gây ra cái gì? Cái sự viêm này nó gây ra cái gì? Also cause mà. Như vậy thì khi ví dụ như là tôi dùng chữ cause, it causes, sorry. Như vậy thì đằng sau cái cause sẽ là gì các chị? Nó gây ra thì đằng sau cái cause sẽ là gì? Kết quả là gì nhỉ? Ví dụ các chị đọc cái câu này các chị là nó gây ra. Như vậy thì bây giờ ví dụ các chị thấy nó gây ra thì cái sau lưng chữ cause sẽ là kết quả là gì nhỉ?
chữ result from. Thí dụ, mấy chị xin phép người ta ghi chữ result from. Như vậy tôi sẽ có result from. Đây là kết quả hay là nguyên nhân? From the thì bây giờ tôi chỉ cần biết là sao thôi à, tôi chỉ cần biết cái là sao thôi. Bây giờ tôi có chữ result from thì sau lưng from là nguyên nhân kết quả, nguyên nhân có nghĩa là kết quả từ cái gì đó. Nhưng mà nếu bây giờ tôi chuyển cái chữ result from thành cái chữ result in thì sau lưng result in là nguyên nhân kết quả, nó dẫn đến cái này. Cho nên cái chuyện mấy chị dịch là mấy chị phải biết, mấy chị mới dịch được, chứ không biết là dịch. Như vậy, nếu mà tôi chuyển nó lên, tôi sẽ ghi là result in. Rồi, ba cái thằng này giống nhau. Bây giờ tôi sẽ có result from. Ví dụ như vậy, đôi khi mấy chị học để ý mấy cái nguyên nhân kết quả này ha, thì nó làm trong các bài đọc. Thì sau đó result from của tôi sẽ là gì? Nguyên nhân. Thì phải tùy theo cái nghĩa của những chữ này mà mình lát được cái quan hệ của này cái hình trước. Như vậy thì cái câu số 3 của tôi trong cái này có chữ gì? À, also causes. Also causes. Mấy chị thấy câu số 3 này. The information also causes. Như vậy thì sau lưng cái chữ causes này là cái gì mấy chị? Kết quả như vậy nó gây ra cái gì? Nó gây ra một cái increase in airway responsiveness. Như vậy trước đó là nguyên nhân hay kết quả nhìn tiếp lên trên nó cũng sẽ giống như vậy. Nó sẽ gây ra gì? Chuyện thứ nhất gây ra gì mấy chị? Rồi mấy chị thấy một cái chữ gì mà tôi mới nói xong trên bảng result in, mấy chị thấy chưa? Mấy chị thấy chữ result in là câu số 2 chưa? Ta lớp là logic chứ người nào mà theo được cái này mấy chị đọc giỏi lắm á. Tức là nãy giờ mấy chị đoạn 2 và nãy giờ mấy chị thấy là tôi nói cái gì là ở trong bài đọc nó có hết những cái công thức đó không, công thức đó không? Nếu mà mình theo được cái này là mình đọc cực kỳ nhanh và chính xác. Bởi vì tôi thấy ở đây là cause mà ở trên câu số 2 của tôi có chữ result in nè, thấy chưa? Có phải là cause và result in nó cùng một thứ không? Đúng chưa? Sau lưng cause là effect, sau lưng result in cũng là effect. Thì cái người ta viết bài rất là logic, mấy chị không lo gì cả. Nếu mà mấy chị hiểu được cái logic đó thì không lo gì đấy. Như vậy có nghĩa là khi tôi thấy chữ also thì chuyện gì xảy ra? Nói lại nè. Tôi thấy câu also có nghĩa là cái chữ also này để làm gì? Để thêm nghĩa cho cái đằng trước. Như vậy thì khi tôi đọc also được thì tôi sẽ hiểu đằng trước nó nói gì. Phải không? Bây giờ also cause ở trước là result đi. Như vậy thì cái hậu quả đầu tiên của cái này là gì? Airflow limitation là gì? Acute bronchoconstriction. Acute bronchoconstriction. Bronco mà để mình nói là gì quên rồi. Phế quản. Constriction là hạn chế đúng không? Tôi có động từ chữ constrict. Đúng không? À, constriction như vậy. Nãy giờ tôi mấy cause rồi. Tôi có mấy cái effect rồi. Một cái effect thứ nhất là acute bronchoconstriction. Cái effect thứ hai là gì? Tôi chỉ cần lấy ra hai cái effect đó thôi. Effect số 1 là acute bronchoconstriction. Rồi mấy giờ? Và cái effect thứ hai là increase. Rồi, mấy chị thấy hai dấu phẩy không? Rồi mấy chị thấy hai dấu phẩy, ba dấu phẩy tùm lum tà la đúng chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ chỉ tiếp nè. Đừng có tôi kêu bạn gì từng sợ anh có sợ dữ đâu á. Cái gì là nó có quy tắc thì nó đã quy tắc. Ví dụ bây giờ tôi có câu A, B, and C. Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tôi có A, B, and C. Ở đây tôi có A, B. Rồi vậy thôi. Thì chuyện gì xảy ra ở đây mấy chị đọc? Tôi chỉ cần dấu thôi nha, các chị chỉ cần nhìn dấu thôi thì tôi sẽ giải quyết được vấn đề ở đây. Một, tôi có A, B, and C. Có nghĩa là ba cái này quan trọng như nhau là phải đọc hết. Có nghĩa là ba cái này là ba cái triệu chứng, ví dụ. Hay ba cái này là ba cái hậu quả, là cái kết quả nhận được. Tại vì nó có dấu phẩy và có chữ and. Có nghĩa là khi nói chuyện với ba cái này thì cả ba cái này đều quan trọng như nhau.
làm anh chị tới cái chỗ là bronchoconstriction vẫn chưa hiểu, đúng không? Mấy chị thấy bronchoconstriction vẫn không hiểu, mà thấy kế bên nó có phải and, có nghĩa là mình đọc đằng sau mình có thể làm gì cái đằng trước, hiểu cái đằng trước. Rồi bây giờ tôi có chữ A, rồi sau lưng đó của tôi có hai dấu phẩy là hết. Như vậy cũng là hai cái này quan trọng như nhau, nhưng bây giờ tôi chỉ cần đọc một trong hai là tôi hiểu rồi. Là bởi vì nếu tôi hiểu chữ này rồi thì tôi không thèm đọc hai cái chữ trong mặt. Hồi nãy tôi gọi là Brinkle, nhớ không? Này, nếu mà tôi đọc cái này tôi hiểu rồi thì hai cái này không cần đọc nữa. Còn nếu bây giờ tôi đọc cái này tôi không hiểu, tôi đọc cái này tôi sẽ hiểu. Tại vì cái này là cái gì cho cái chữ A? Giải thích cho cái chữ A. Còn A, B, C, ba cái này là ba cái song song, mình phải đọc cả ba. Còn biết không? Như vậy ở đây tôi có cái chữ gì tôi không hiểu rồi. Acute bronchoconstriction. Rồi tới bronchoconstriction giả bộ không hiểu đi. Giờ mình đi tiếp mình sẽ hiểu nữa. Đó là gì? Swelling of the airway wall. Swelling, ở đó mình học swelling là gì mấy chị? Sưng lên. Sưng cái gì? Sưng cái thành. Cái wall được gọi là cái thành ha. Airway wall. Rồi, thêm một cái thứ nữa. Ở đây tôi có bốn cái thứ mấy chị. Ở đây tôi có bốn cái thứ. Một, cái airflow nó bị limitation, đúng không? Cái airflow nó bị limitation. Tại sao nó bị limitation? Tôi có bốn lý do để dẫn cái limitation của cái airflow. Một là bronchoconstriction. Hai, swelling of the airway wall. Ba, increased mucus secretion. Bốn, airway remodeling. Và bốn cái này nó sẽ gây ra cái gì anh chị? Gây ra cái acute, gây ra cái airflow limitation. Tại vì tôi có airflow limitation from, đúng rồi, mấy chị thấy chữ from không? Mấy chữ from đó, tôi có A, B, C, M, D, đúng rồi. Đúng không? Tôi có chữ from, rồi A, B, C, M, D, có nghĩa là cái airflow limitation được là một cái kết quả được gây ra từ bốn cái này nè. Nhớ để ý cái này tôi nói kỹ để mấy chị bỏ bớt cái nào là trong câu trả lời mình chọc đó. Nếu mà trong câu trả lời của mình nó bao gồm cả bốn, ha, mình phải đếm cho đủ những cái nguyên nhân của nó. Mình muốn đếm cho đủ những cái nguyên nhân của nó thì bắt buộc mình phải hiểu nó mình mới làm được. Không biết chưa? Nha, đừng hay nói bài học đi qua bài vô thi biết gì cũng hiểu gì hết, rồi ra là bài trúng ra không có rồi, không có chuyện đó đâu. Đó là chuyện trên trời dưới đất nói bạn chơi cho vui hết. Ha, chứ không có, tại vì thật sự là tôi giảng cái bài này không phải là để cho mấy anh chị học được lòng, là bởi vì thật sự là trong bài thi của mấy anh chị chỉ có một bài này thôi. Nó còn thêm hai bài khác nữa, đồng ý không? Cho nên cái mục đích của tôi là muốn cho mấy anh chị hiểu cái bài này thật là kỹ, là để thi rủi ra đúng cái bài này là mình làm được cái bài này trước, rồi mình áp dụng những kỹ năng làm của cái bài này để làm hai cái bài kia. Chứ không phải là tôi dạy cho mấy chị dịch rồi về nhau tôi vào bài này chuyện gì xảy ra với mấy chị? Vô làm được bài này thôi à, là không được luôn nữa, trời ơi chết cha chưa. Đúng không? Thì đó, nếu mình lỡ ra bài khác thì mình vẫn còn cái kỹ năng để mình đọc các bài khác. Còn bây giờ mà tôi cứ vô tôi nói rồi dịch nha, rồi mấy chị giúp chứ chị em thề tê dịch trả lời xong tới chừng ra thi nó không có là rồi xong. Cho nên một cái thứ mà mình làm được ba bốn thứ khác nhau chứ không phải là vô dịch để mà nhớ đâu ha. Trong suốt quá trình phân tích mấy chị cứ đi thi mấy chị nhớ tôi nói lảm nha lảm nhảm là mấy anh chị làm bài được không? Sao mình chỉ năng đọc mình có thể coi trên máy một cái thời gian quá ngắn nên không thể làm được kỹ năng này được. Không, nếu mà mình quen đó, thì mình sẽ làm được, cho nên lý do là tại sao mình phải nhìn nhanh mới được. Vì sao? Thứ nhất là đầu óc nó bị nhẹ lắm từ hồi xưa giờ mà khơi ra cái kỹ năng mà để luyện cái chỗ này thì nó bị nhưng mà giờ không làm gì được khác hết à. Giờ nhỏ nữa là coi như mấy tính tích lật qua lật lại chút xíu qua câu hỏi luôn quên. Cái đó là cái vấn đề đó. Dễ đó, đó là cái vấn đề đó. Bây giờ mấy chị đi làm bài thi á, mà mấy chị thấy một cái bà kế bên mình bác cứ bà không hiểu gì hết trơn, bà đi kiếm chữ đó. Bà đi kiếm chữ cái đoạn giống giống bà làm đó. Chứ còn nếu mà tôi hiểu á, là tôi tới chỗ này, tôi đọc tới câu này
làm xong. Chứ giờ tôi đã đọc cái câu đó, tôi không biết cái câu đó nói gì rồi, dĩ nhiên tôi phải đi kiếm chữ chứ, tại vì câu hỏi tôi không biết nó là cái gì. Mà làm sao tôi hiểu? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó, cái gì ngồi mà hồi xưa giờ đi làm bài thi có thấy ai ngồi kế bên. Trời lực lực nhức đầu luôn á. Nên tại vì nguyên cái câu đó, cái cô đó cũng không hiểu. Thành thử của đi tìm cái chữ quen quen, mà đã đi tìm cái chữ quen quen mà cái câu đó không hiểu làm sao nhớ. Cho nên nội mà đọc cái câu hỏi để đi tìm chữ quen quen không là hết giờ rồi. Không có giờ đâu mà. Chính xác. Cho nên là đừng có mà làm kiểu đó. Làm kiểu đó là mấy chị thi máy tính là thôi rồi đó. Bởi vậy cho nên là đừng, tôi đã chỉ mấy chị là đó là cố gắng, tại sao mà để cho mấy chị đọc bài xong là cái ý của mình ở trong đó luôn, rồi mình qua mình chỉ làm bài thôi. Chứ còn cái chuyện mà khi mà cháy vậy thì mấy chị lật nó dễ rồi. Bây giờ máy tính khổ một lần mấy chị lật mình rủi cái máy nó chậm nó chạy là xong luôn rồi nha. Cho nên cố gắng làm ơn chút xíu là mình học thứ bảy mới thi. Cho nên từ này về sau, từ hôm nay đến thứ bảy á, mỗi cái bài mình đọc á, mình nhớ là mình coi cái cấu trúc của nó thì nó sẽ giúp cho mấy chị làm cái khác tốt hơn. Chứ đừng có học tủ, tôi xưa giờ không có học tủ. Mà xưa giờ đi học không bao giờ học tủ, cho nên đi học xíu á, không có học gì hết trơn. Đi thi giống học như đó. Đi thi học tủ, đi học tủ thì mới phải học chứ. Còn đi thi học về tôi nói, chị nghe kể ra lần đó tôi có một cái bà, cái ông thầy dạy tôi, cái ông thầy rất là nổi tiếng, giờ ông làm mình sách đó là Lê Vi Lâm. Ông dạy cái môn đó gọi là môn listening, môn nghe, mà cái lúc đó là năm 93 làm gì có nha băng đĩa, mấy chị nhớ là năm 94, 92, 93 làm gì có băng đĩa, tivi rồi gì đâu có. Là không có dạy tiếng Anh luôn, cái ông dạy tôi nghe, mà lúc đó là cái thời mà TOEFL á, mấy chị có biết cái TOEFL mà khi cái đề cũ á, nó về. Thì ông dạy tôi nghe mà ông dạy đề TOEFL, thì là có ổng là cái người đi Mỹ đầu tiên, ổng đem sách về Việt Nam, mà ổng đem dĩa về Việt Nam, không phải dĩa nữa băng. Mà muốn lấy cái băng đó là phải từ ổng nó ra. Thế là ổng dạy cho tôi học nghe. Và tôi hồi xưa gọi là cái gì, hiếu chiến lắm, có nghĩa là học giỏi mà thèm. Ông dạy đã đợi cái tụi nó mới nói là thầy ơi sắp sửa đi học kỳ, thầy ra cuốn sách nào, cái sách đó của ổng đưa ra, ổng mới nói là ổng sẽ ra trong cuốn đó, cuốn đó. Cái hỏi ổng là ủa bây giờ lấy băng đầu nghe, cái ổng mới nói ổng không có băng. Thế là mấy đứa bạn vô đó làm gì nó gì biết không? Nó đi ra sách nó mua cuốn đó xong học được lòng. Nó học được lòng cái kia á, lúc mấy chị đây đang muốn vậy. Học lòng cái kia. Cái xong rồi vô ổng bật máy lên, cái cô mới nói thi như vậy không phải là thi. Tại vì cái môn này là môn thi nghe mà, thì phải nghe mới đánh được chứ. Học như vậy là học cái gì? Chúng tôi chửi tụi nó te tua á. Ông thèm học, đứa nào cầm bút học, học đại học cái gì á? Ông học. Cuối cùng là đi thi thì tôi rất là 10 điểm. Tôi được có 8 điểm thôi. Nhưng mà thật sự là mình rất là vui khi là cái 8 điểm của mình so với cái 10 điểm của nó. Bởi vì 8 điểm của mình là mình nghe. Còn cái 10 điểm của nó là cái điểm thực làm. 10 điểm, cô chưa mổ bắt nên là điểm sắp. Yeah, 8 điểm, 10 điểm đâu khác nhau. Nhưng mà hai cái điểm đó là hai cái điểm làm cho mình rất là hãnh diện, là bởi vì tôi nghe. Xong rồi tôi mới nói với ông thầy, thầy không làm như vậy. Tôi đứng lên tôi nói với thầy luôn, như vậy là rất là bất công, là bởi vì những cái gì phải nghe mới làm lại. Hoặc là thầy cho một cái bài nghe không có ở đâu hết, tụi em chưa tập trung nghe. Chứ như vậy là không có chính xác. Thế là ông phải cho lại một cái bài mới cho tôi làm đó. Ông phải, tại vì hồi xưa giờ tôi học nghe tôi 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm thôi. Có hai cái thứ mà lúc nào tôi cũng 10 điểm là nghe nói, không học gì hết trơn, mà cứ nghe nói là 10, không bao giờ đứa nào không bao giờ được chính cả. Nghe là 10, tôi đến nỗi là tôi học ông thầy ông tua cái băng mà tôi nói thầy chưa tới là ông cứ dừng lại ông tua lại đó, tức là khi mình nghe qua được cái nội dung là mình biết ông tới chỗ đó hay chưa. Tại vì cái hiểu mà mình hiểu nó hay hơn là cái mình không hiểu. Tôi quay lại ông thầy tua đúng cái chỗ đó này đó, chưa tới tua nữa đi, tại lúc đó đâu có băng gì hết gì đâu mà làm, đâu có biết làm. Cho nên cái chính của tôi là nhiều khi cái bài đọc như vậy nè, các chị nhìn sơ qua là dựa vào cái kiến thức nền của các chị là các chị hiểu hết rồi, không cần phải đọc đâu, không cần phải đọc đâu. Đừng có nghĩ là mình học hiểu nó nằm trong đây hết nè, tức là những cái gì mấy chị học chuyên môn hồi xưa nó nằm trong đây hết nè. Và tại vì mấy chị không tự tin là mình đã hiểu như vậy, không đau, đúng không? Đúng đó, chị coi lại có phải nó nằm trong đây hết không? Đâu cần đọc đâu nha, cố gắng.
Vậy thì cái câu số 4 tôi bắt đầu bằng chữ gì? Câu số 4 của đoạn số 2 tôi bắt đầu bằng chữ gì? During an astral attack. Như vậy hồi nãy là người ta nói về chung chung là bị astral attack là do cái này đúng không? Như vậy thì trong khi tôi bị astral thì chuyện gì xảy ra? Cũng vẫn là description đúng không anh chị? Vẫn là description, vẫn mô tả bệnh đúng không? Trong khi tôi bị astral thì chuyện gì xảy ra? Sao mấy chị lúc đó tôi bị ngưng thở rồi, tôi bị hẹp cái đường thở rồi thì tôi phải làm gì? Tôi cố thở thì quan trọng là gì? Breathing at a higher lung volume. Breathing at a higher lung volume tức là cái volume của cái lung của tôi nó sẽ làm gì nhiều hơn? Higher lung volume. Đồng ý giờ higher lung volume để làm gì mấy chị? Để keep the air flowing through the constructive airway. Cái constructive airway là hồi nãy nó bị constriction đó. Vậy tôi phải thở mạnh hơn, tôi thở nhiều hơn để nó nói gì mấy chị? Nó vẫn keep the air flowing. Đúng không? Và cái gì nữa? And the greater the airway limitation, the higher the lung volume must be kept airway open. Thì sao mấy chị? Cái airway limitation nó càng nhiều bao nhiêu thì cái sự ức chế, cái sự hạn chế của cái airway nó càng nhiều bao nhiêu thì cái gì? Cái lung volume. Lung volume ở đây mình gọi là gì các chị? Lưu lượng ha. Thể tích tâm của bạn, lưu lượng thể tích phổi phải càng nhiều lên bao nhiêu? The greater the higher. Ok, để mình thở nhiều hơn để cái air flowing và cái construction airway. Như vậy tiếp tục vẫn là sự gì mấy chị? Vẫn là cái sự